Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Thái Nguyên báo cáo kết quả công tác phát triển du lịch năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. 1. Công tác quản lý nhà nước gắn với hoạt động du lịch. Trong năm 2023, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với nhiều kết quả nổi bật. Ban Chỉ đạo kịp thời được kiện toàn, bổ sung khi có sự thay đổi, ban hành quy chế gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, đảm bảo các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố quan tâm kiện toàn, tổ chức triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo gắn với triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu xác định tại đề án của tỉnh và đề án các địa phương. Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch, triển khai kiểm tra toàn diện 535 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, khu điểm du lịch, chủ trì phối hợp với công an tỉnh thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch nội địa, công tác đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong hoạt động du lịch được triển khai hiệu quả. 2. Công tác xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch. Về phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn gắn với văn hóa trà, thực hiện nghị quyết số 25 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai hỗ trợ 5 điểm du lịch cộng đồng, sinh thái tại thành phố Thái Nguyên và các huyện Võ Nhai, Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương. Trong năm 2023, đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận 4 điểm du lịch gồm điểm du lịch cộng đồng Hồ Gành Chè, thành phố Sông Công, điểm du lịch cộng đồng xóm Tân Sơn, xã La Bằng, huyện Đại Từ, khu du lịch sinh thái trải nghiệm Yamin Farm, Thái Nguyên và điểm du lịch sinh thái xóm Đồng Quân, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ. Về phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, khai thác các tuyến du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn với phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh thắng, di tích Lý Nam Đế, thành phố Phổ Yên, cụm di tích đền đình chùa Cầu Muối, chùa Khánh Long, huyện Phú Bình, khu di tích quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, thành phố Thái Nguyên, di tích quốc gia đền Đuổm, huyện Phú Lương, khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc, di tích núi Văn, núi Võ, di tích lịch sử 27 tháng 7, huyện Đại Từ. Tại các địa phương, quan tâm tập trung, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích gắn với phát triển du lịch, khảo sát, xây dựng các tuyến du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, phối hợp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các điểm đến văn hóa, lịch sử, tâm linh. Về phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị, tại các địa phương trong tỉnh đã và đang thu hút đầu tư triển khai các dự án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Thành phố Thái Nguyên thu hút đầu tư triển khai các dự án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại phía Tây thành phố và thu hút các nhà đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, các trung tâm thương mại, nhà hàng chất lượng cao, thu hút khách du lịch. Huyện Võ Nhai đã thu hút đầu tư khai thác điểm du lịch sinh thái Phượng Hoàng, khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa. Huyện Phú Lương thu hút đầu tư các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại khu thung lũng Tình Yêu thuộc xóm Đồng Xiền, xã Yên Lạc, khu ngự hoa viên, xã Động Đạt. Huyện Đồng Hỷ đang triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở, quy hoạch xây dựng các công trình để phát triển khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên. Huyện Đại Từ triển khai quy hoạch xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái tại các xã La Bằng, Hoàng Nông, Quân Chu, Tân Thái. Thành phố Sông Công phát triển điểm du lịch sinh thái Hồ Gành Chè. Về phát triển sản phẩm du lịch thể thao khám phá hang động, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai tổ chức khảo sát chuyên sâu phục vụ phát triển du lịch khám phá hang động mạo hiểm tại hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, một số hang động đã đi vào hoạt động phục vụ khách du lịch như hang Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, hang Chùa Hang, huyện Định Hóa. 3. Phát triển nguồn nhân lực du lịch. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.197 người lao động đang làm việc trực tiếp trong lĩnh vực du lịch. Năm 2023,
các sở, ngành, địa phương đã tổ chức trên 20 lớp tập huấn, nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, truyền thông về du lịch, nghiệp vụ lễ tân, buồng, cơ sở lưu trú, kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao năng lực quản lý phát triển du lịch làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền quảng bá du lịch trên các nền tảng mạng xã hội. 4. Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Công tác chuyển đổi số trong phát triển du lịch tiếp tục được quan tâm, áp dụng, triển khai thực hiện. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, tuyên truyền điểm đến du lịch, bản sắc văn hóa truyền thống trên các kênh báo chí truyền thông VTV, VOV, VTC và các cơ quan báo chí chuyên ngành, các tỉnh, thành trong cả nước. Trong năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện số hóa 3D VA360 4 điểm đến du lịch gồm điểm du lịch cộng đồng xóm Tân Sơn, xã La Bằng, huyện Đại Từ, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, điểm du lịch cộng đồng Hồ Gành Chè và trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân. 5. Liên kết hợp tác phát triển du lịch. Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch, triển khai có hiệu quả các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước thông qua hoạt động xúc tiến du lịch, các chương trình kích cầu du lịch. Phối hợp tổ chức các đoàn farm trip theo chủ đề, giới thiệu các điểm đến và các dòng sản phẩm du lịch của tỉnh Thái Nguyên, dần từng bước khẳng định các điểm đến hấp dẫn và các dòng sản phẩm du lịch độc đáo với du khách trong và ngoài tỉnh cũng như du khách quốc tế. Năm 2023, tổng số khách du lịch đến Thái Nguyên đạt trên 2,5 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế đạt trên 20.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 2.144 tỷ đồng. Tổng đóng góp của hoạt động du lịch vào GDP là trên 1.480 tỷ đồng. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch năm 2024. 1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch số 200 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh. 2. Triển khai thực hiện quy hoạch du lịch tỉnh trong quy hoạch tỉnh Thái Nguyên theo quyết định số 222 ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. 3. Tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng của Hội đồng Nhân dân tỉnh gắn với triển khai kế hoạch số 54 ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. 4. Huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch. 5. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, chuyển đổi số gắn với phát triển du lịch. 6. Tăng cường công tác thanh kiểm tra các hoạt động du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch số 127 ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết số 08 ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030. Ngày 8 tháng 8 năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết số 08 về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030. Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 127 triển khai thực hiện nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sau 5 năm triển khai, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả như sau. Công tác chỉ đạo triển khai. Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời xây dựng, ban hành văn bản nhằm định hướng, quản lý và tạo cơ chế chính sách để hỗ trợ phát triển du lịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 14 ngày 23 tháng 3 năm 2021 thông qua đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và nghị quyết số 25 ngày 10 tháng 12 năm 2021 quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1114 ngày 14 tháng 4 năm 2021, ban hành đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch số 200 ngày 8 tháng 11 năm 2021, triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh. Quyết định số 05 ngày 4 tháng 4 năm 2022
quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch số 54 ngày 10 tháng 4 năm 2023 triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Các nghị quyết, kế hoạch ban hành đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai kế hoạch gắn với triển khai chương trình hành động của cấp ủy về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, trong đó có nhiệm vụ phát triển du lịch. Kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết. Trên cơ sở kịp thời triển khai, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp và hệ thống chỉ tiêu, mục tiêu phù hợp với giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và ảnh hưởng tác động của đại dịch COVID-19. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, du lịch Thái Nguyên đã đạt được những kết quả cụ thể. 1. Chỉ tiêu khách du lịch đến năm 2023, trong năm đón 2,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 20,1 nghìn lượt khách và khách nội địa đạt trên 2,4 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đến Thái Nguyên đạt 2.144,5 tỷ đồng, bằng 71,48% so với chỉ tiêu đạt 3.000 tỷ đồng doanh thu từ du lịch đến năm 2025. Chỉ tiêu về sản phẩm du lịch. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 11 điểm du lịch được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Trong đó, giai đoạn 2018-2023 đã có 8 điểm du lịch được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Về nghiên cứu sản phẩm du lịch mạo hiểm, trong giai đoạn 2018-2023 đã tổ chức 2 đợt khảo sát chuyên sâu tài nguyên hang động. Kết quả khảo sát cho thấy hang Chùa, huyện Đồng Hỷ phù hợp với loại hình du lịch leo núi, đạp xe quanh núi. Hang Vợ Hoàng, huyện Võ Nhai phù hợp với loại hình du lịch khám phá hang động. Hang Suối Mỏ Gà, huyện Võ Nhai có tiềm năng phát triển du lịch hang động mạo hiểm. Về hình thành và khai thác các sản phẩm du lịch bổ trợ có sức hấp dẫn cao, sản phẩm ô cốp gắn với du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn. Quyết định số 222 ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, trong đó quy hoạch 13 sân gôn, đến nay đã khởi công xây dựng 2 sân gôn tại huyện Đại Từ và thành phố Phổ Yên. Theo kế hoạch, năm 2024 sẽ đưa vào khai thác sử dụng. Quy hoạch phố đi bộ. Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1989 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Trong đó, điều chỉnh cục bộ thuộc khu vực phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên nhằm mở rộng quảng trường lớn trung tâm, không gian công cộng, thương mại, văn hóa nghệ thuật, cơ quan, phố đi bộ, cây xanh tạo thành trục cảnh quan quan trọng, kết nối quảng trường Võ Nguyên Giáp với sông Cầu, tạo điểm nhấn đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Về sản phẩm ô cốp gắn với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 200 sản phẩm được xếp hạng tiêu chuẩn ô cốp từ 3 đến 5 sao. 3. Chỉ tiêu về cơ sở vật chất hạ tầng du lịch. Cơ sở lưu trú du lịch, toàn tỉnh hiện có 535 cơ sở lưu trú du lịch, trên 100 nhà hàng có sức chứa lớn, nhiều nhà hàng chất lượng có quy mô công suất phục vụ đoàn 1.000 khách. Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư triển khai dự án đường du lịch ven hồ Núi Cốc nối tuyến bờ Bắc Nam, đến nay đang hoàn thiện để đưa vào khai thác sử dụng. 4. Nhân lực du lịch. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3.197 người lao động đang làm việc trực tiếp trong lĩnh vực du lịch tại 593 cơ sở. Lực lượng lao động trong hoạt động du lịch chủ yếu làm việc ở khu vực cá thể, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 5. Tổng doanh thu của hoạt động du lịch. Đến hết năm 2023, tổng doanh thu của hoạt động du lịch trong năm đạt 2.144,5 tỷ đồng. Tổng đóng góp của hoạt động du lịch vào GDP là 1.480,3 tỷ đồng. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch. Kế hoạch số 127 của Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định triển khai nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 với 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tập trung triển khai thực hiện gồm: 1. Nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế về du lịch. 2. Công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư và chính sách phát triển du lịch. 3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển lao động du lịch. 4. Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Xúc tiến thương mại, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch. 5. Tạo môi trường thuận lợi để phát triển du lịch. 6. Công tác quản lý nhà nước về du lịch. 7. Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch. Trong 5 năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã bám sát định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, từng bước đưa du lịch Thái Nguyên có bước phát triển mới, dần đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài tỉnh và khách quốc tế. Đánh giá chung, sau 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 127 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh,
Sự vào cuộc hưởng ứng của các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân, du lịch tỉnh Thái Nguyên đã có bước phát triển khá, từng bước định hình, định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với phát huy các thế mạnh, lợi thế, tiềm năng về di tích lịch sử, bản sắc văn hóa, truyền thống, thiên nhiên, cảnh quan, đất và người Thái Nguyên. Trên địa bàn tỉnh, bước đầu hình thành một số loại hình sản phẩm du lịch độc đáo, thân thiện với môi trường, hấp dẫn khách du lịch. Công tác quy hoạch định hướng phát triển du lịch đã được quan tâm đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch từng bước được đầu tư. Công tác quảng bá, giới thiệu du lịch Thái Nguyên đến với du khách trong nước và quốc tế bước đầu được quan tâm triển khai, chú trọng áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Lượng khách du lịch đến với Thái Nguyên từng bước có sự tăng trưởng khá sau đại dịch COVID-19. Nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 08. 1. Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định tại nghị quyết số 08, kế hoạch số 127 và đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 2. Tăng cường xúc tiến, quảng bá, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm, đầu tư phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao, phát triển ATK Định Hóa và khu du lịch Hồ Núi Cốc theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ. 3. Nghiên cứu, ban hành các chính sách thu hút, ưu đãi, hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai các dự án du lịch chất lượng cao trên địa bàn tỉnh như khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng, sân golf nhằm phát triển cơ sở hạ tầng và các sản phẩm du lịch đặc sắc, chất lượng phục vụ du khách. 4. Tăng cường tổ chức, tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nhằm quảng bá, giới thiệu du lịch Thái Nguyên đến với du khách trong nước và quốc tế.